bình thường. Bình thường hả? Ừ. Ăn tiếp đi nè. Ngon chưa? Ngon quá. Chị thì ăn tiếp đi nào. Sao? Vừa miệng không? Vừa miệng đúng không? Ờ đúng rồi, vừa miệng. Trời. Sữa chua nếp cẩm nè, ăn coi hôm nay vừa miệng không, nuốt vô. Nhai nuốt đi. Đúng rồi. Dễ thương quá nè. Alo. Alo dạ. À à tới rồi hả? Anh tới rồi hả? Ok ok, đợi em chút nha. Ok ok. Xuống 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 lấy đồ giùm em đi. Anh đang bận. Em order đồ ăn đó. Anh đang bận mà. Lấy giùm em. Xuống đây. Cảm ơn nha. Ê, đồ ăn về. Nè. Đồ ăn của vợ nè. Cảm ơn chồng. Anh lấy cho em cái muỗng đi. Trong đó nó có muỗng đó. Thôi ăn muỗng nhựa thôi thôi. Mất vệ sinh lắm, ăn cái muỗng của mình ăn cho nó ngon. Cái thêm luôn. Ừ. Ơi! Lấy cho em ly nước nữa. Ok. Quá ơi! Ơi! Khỏi ly nước nha, hết khát rồi. Alo, alo. À, dạ, 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 dạ. Anh đứng đó đi, có người xuống lấy nha, nha, nha. Dạ, dạ. Anh có cách. Chào. Bây giờ mình về. Lấy đồ giùm em đi. Trời ơi, nắng đồng nghiệp ta. Cảm ơn nha. Ủa anh? Hả? Đi đâu vậy? À đứng tập thể dục. Đau lưng quá. Ê nói nghe nè. Hả? 15 phút nữa người ta giao đồ á, anh xuống lấy giùm em nha. Em ngủ quá nha. Ngủ ạ. À. Ngủ chút. Nóng ai mà rùi bu trên mặt luôn vậy? Chờ người ta đến nỗi mà rùi nó bu luôn á, không thấy rồi. Em nãy giờ em đứng em chồng kia si ở đây biết bao nhiêu lâu rồi đó. Làm gì đây? Quý kêu em đợi shipper đến giao hàng cho quý. Thì shipper khi nào tới gọi điện thoại xuống lấy thôi, đứng đây làm chi? Không được, không được. Quý nói với em là 15 phút nữa shipper tới. Mà nãy giờ đứng hơn 15 phút, shipper vẫn chưa tới. Quý ở trên đó thì đã ngủ rồi mà shipper mà không gọi được cho quý. Quý không nhận được hàng, quý làm chết luôn á. Khổ thiệt luôn. Nè, anh á, anh ruột cũng cho em mà thì anh không chấp nhận được. Cho em ức hiếp em quá mà em chịu đựng được hả? Không nên. Mình là người đàn ông, mình là trụ cột gia đình, hiểu không? Mình đừng có để vợ mình sai mình giống như là ô xin trong nhà. Người ta nhìn người ta cười. Nè, anh nhớ lúc mà chú đi làm việc với anh, oai phong, lịch lãm, nhìn rất là quyền lực. Bây giờ ra nông nỗi này,
không ngờ nghe lời vợ mà em cũng nghe một cái thái quá kiểu này. Lúc đó xấu khổ rồi. Anh nói cũng đúng. Em đáng lẽ là phải có một cái không gian riêng cho em. Tại sao mà em phải phục tùng quý như vậy ta? Đúng vậy, mạnh mẽ lên chứ. Mẽ lên. Anh. Nhưng bây giờ anh có cái cao kiến nào anh giúp em đi. Để em có thể mà mạnh mẽ lên trước mặt quý được không? Trời ơi, tưởng gì mấy chuyện này hả? Muốn thoát khỏi chuyện này, đơn giản nhất là lờ đi mọi sai bảo của cho em. Cứ làm như là không nghe thấy gì hết. Nè, khát nước à? Lấy giùm em miếng nước được không? Anh. Anh đi nghe điện thoại cái nha. Tạo cảm giác bản thân đang có những vấn đề quan trọng, bực bội để bùng nổ sự tức giận hợp lý của mình. Đau bụng quá. Em gọi gì ăn ha? Trời ơi! Tại sao vậy? Tại sao cái những cái cơ bản nhất của một cái proposal mà cũng làm sai nữa? Là sao? Không thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được. Alo, cô hả? Từ ngày mai, cô nghỉ việc đi. Tôi không thể nào chấp nhận một người mà thiếu chuyên nghiệp, đã vậy còn thiếu chuyên môn như cô nữa. Không nói nhiều, cô nghỉ việc liền cho tôi ngày mai nha. Ủa, em mới nói gì với anh hả? Ừ, đâu nói gì đâu, không. Anh tập trung làm việc đi, đâu nói gì đâu. Trời, tôi nói cô biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao vậy? Tại sao cô cứ làm sai hoài vậy? Trời ơi, cái điều đó là điều rất là đơn giản. Trời, tôi nói tiếng gì? Tôi không nói tiếng Anh ha. Mà cô đi làm tôi cô phải biết tiếng Anh. Tôi nói tiếng Anh thì cô cũng phải hiểu chứ, tại sao cô không hiểu? Trời, nè, nè. Đây là lần cuối cùng nha. Cô mà còn làm sai một lần nữa, tự giác xin nghỉ việc đi, nghe chưa? Nghe chưa? Ủa gì vậy anh? Ủa? Cái gì mà la quá, bình tĩnh thôi. Nãy giờ em đứng đây hả? Ờ, nhưng mà em nói anh nghe nè, anh la quá, người ta còn cái tự trọng của người ta, cái sĩ diện người ta, anh la quá, người ta tự ái. Nếu như mà họ có sĩ diện á, thì họ biết là họ sửa sai đi. Tại sao họ có sĩ diện mà họ không sửa sai ấy? Biết rồi, không sao, không sao. Em đi lấy nước, anh uống nha, em đi lấy nước nha. Nè, uống từ từ thôi. Bực mình quá. Anh, em nói anh nghe nè. Thật ra anh bình tĩnh lại. Tại vì em nghĩ anh có thực lực thì người ta cũng có thực lực. Mà anh làm quá vậy thì không có được. Anh nói từ từ người ta nghe, thì người ta không giỏi bằng mình, người ta mới là nhân viên của mình, đúng không? Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Ủa, chưa bao giờ. Chứ bao giờ tan rã thì làm sao mà nói lại tình xưa, đúng không? Ăn bánh đi, ăn bánh đi. Làm việc vất vả phải ăn bánh đi, ăn đi. Sữa chua nếp cẩm. Anh ăn thử à. Em làm cực khổ lắm đó. Nè. Ngon không? Chua quá hả? Ngọt. Cái gì bị ngọt quá hả? Ngọt lắm. Ngọt sao thái độ như chua vậy? Quá ngọt luôn. Ủa nãy em nếm vừa ăn mà ta kỳ vậy? Thôi vậy á. Thôi em đi làm lại. Khỏi. Khỏi hả? Được rồi. Ngọt quá sao mà ăn?
bận tay quá, tay làm việc nhiều quá. À, muốn ăn nữa hả? Ăn nữa không? Nè, tay này trống này, cầm ăn đi nè. Không, tay tay bận, tay bận, tay bận. Bận đến mấy rồi. Thôi vậy đi ăn đi nè. Nè. Không ngon hả? Bận quá. Thôi dì đổ nha, không ăn nữa thôi. Vẫn ăn hả? Dạ anh vô đi ngủ rồi. Làm gì giờ này chưa lên trời. Trời ơi. Ê, khoan. Hôm nay ăn mặc kiểu gì kỳ vậy? Ủa anh không thấy như vậy là sexy, quyến rũ hả? Khoan. Em bình tĩnh lại. Anh nói nghe nè. Anh chỉ thích một cô chó đáng yêu của anh từ xưa tới giờ thôi. Anh không thích một con mèo mới đâu em ơi. Thiệt không? Thiệt. Anh không thích con mèo thiệt không? Đúng, anh thích. Anh thích chó thiệt không? Anh thề đi. Anh thề. Thì anh thích con mèo. Không, anh chỉ thích chó thôi. Anh chỉ thích con chó thôi. Trời ơi. Em là con mèo đáng yêu của anh. Anh thích chó. Thì không ngờ. Không ngờ khả năng diễn xuất của chú ghê gớm như vậy luôn. Trời ơi, em nói nha, em không ngờ là em có khả năng như vậy luôn. Chúc chú em đại công cáo thành. Dạ. Rót vô cái liền cho khí thế. Em nói nha, không ngờ là hả quý vị dễ thu phục như vậy luôn á. Ôi dễ ợt hà, chỉ cần mình biết cách mình linh động xíu thôi là xong à. Được rồi, thích thì trèo. Làm việc chắc mệt lắm rồi hả? Mệt dữ lắm. Vậy thì ăn bánh nha. Ăn bánh nha. Ngon không? Bình thường. Bình thường hả? Ăn tiếp đi nè. Ngon chưa? Ngon quá. Vậy thì ăn tiếp đi nào. Sao? Vô miệng không? Vừa miệng đúng không? À đúng rồi, vừa miệng. Trời. Sữa chua nếp cẩm nè, ăn coi hôm nay vừa miệng không, nuốt vô. Nhai nuốt đi. Đúng rồi. Dễ thương quá nè. Sữa chua nếp cẩm hôm bữa nè. Ngon lắm, đúng rồi. Nuốt vô. Ngon không? Bị chua không? Ngọt. Ngọt hơn vậy ăn tiếp đi nè.